Xin chào chị, em là Dũng, hiện đang mới làm tại 353 sạc 3 An Thạnh, Quảng Bình Dương. Hôm nay em sẽ chia sẻ về những cái bộ phận trên hoa lan để chị hiểu rõ hơn về những cái phần trên hoa lan khi nó nở nha. Đầu tiên, bông hoa lan thì nó sẽ có cấu tạo là gồm có 5 cánh như thế này. Thì 3 cánh phía ngoài này thì người ta sẽ gọi là cánh đài. Đây ạ. Đây là 3 cánh đài. 1 2 Đây là 3. Còn đây sẽ là 2 cánh hoa. Đây là 2 cánh hoa. Đó. Còn đây là sẽ là lưỡi hoa. Lưỡi. Còn cái phần bên trong này, đây sẽ là trụ nhụy. Còn đây sẽ là nhụy, nhụy lan. Thì ngay ở phía dưới trụ này nó sẽ có một cái phần lõm vào. Người ta gọi là nhị, để cho việc thụ phấn và lai hạt tự nhiên diễn ra bình thường. Đây, đó, một cái vệt xanh xanh lõm vào đó anh chị. Đây là các cái phần bông hoa. Thì bông hoa lan nào nó cũng đều có những cái phần như thế này. Nó sẽ có một số giống lan nó sẽ tiêu giảm cánh hoa, hoặc là tiêu giảm một bộ phận nào đó, hoặc là tăng khối lượng một cái bộ phận nào đó trên bông hoa lan. Nhìn nó hơi khó nhìn một chút. Ví dụ như là một số cây như là lan rừng của Mexico, nó có một cái giống lan nó gần giống như lọng. Hoặc là những cái lan như là hình lan mặt khỉ, là nó chỉ có những cái cánh đài này nó phát triển. Còn những cái cánh hoa này tiêu giảm đi, nó thành ra như là 3 cánh. Cái gì? Đó là một số cái điểm thú vị về cái bông hoa. Còn có những cây thì tiêu giảm lưỡi, có cây thì tiêu giảm các cái cánh, chỉ còn cái lưỡi thôi. Cái lưỡi nó sẽ làm cái bông hoa, cánh hoa luôn, giống như là cái lan có hình người ở châu Âu ấy chị. Một số cái giống lan có hình người ở châu Âu. Và một số giống thì những cái bộ phận này không đơn thuần là cánh hoa nữa, mà nó có tác dụng là nó thu hút côn trùng, như là cái lan lan sắc thối cũng của châu Âu, hoặc là lan vịt, lan hình con vịt của châu Âu. Thì cái bộ phận lưỡi này nó có tác dụng là lúc lắc, hoặc là như gần nhất ở như Việt Nam chúng ta hay thường thấy là lan lọng nhỉ, cái phần lưỡi này nó lúc lắc, nó thu hút côn trùng rất là hay. Rồi, đó là một cái số cái chia sẻ của em về cái bông hoa lan ha. Hôm nay thì có cái bông Phú Thọ này nở, em vừa quay anh chị xem mà vừa hướng dẫn những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm về cái bông hoa lan nha. Rồi, xin chào các anh chị ạ.